Video này được tài trợ bởi Honkai Impact 3, là một tựa game hành động nhập vai của miHoYo. Mình đã giới thiệu vài lần ở những video trước và gần đây nhất, trò chơi đã ra mắt phiên bản 5.0, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn 3 trong cốt truyện của trò chơi. Và hôm nay Phong sẽ giới thiệu cho anh em một số những thứ mới mẻ có trong Honkai Impact 3 nhé. Và đầu tiên là phải nhắc đến phần trang phục Cõi Vĩnh Hằng, trang phục chiến đấu S-Rank mới của quý cô Hồng Yêu, Alicia. Alicia, người quyền lực đứng thứ hai trong hàng ngũ Flame Chaser. Mặc dù có vẻ ngoài đáng yêu và quyến rũ, thì cô ấy còn có rất nhiều những bí mật. Cô ta là một yêu tinh nhảy múa trên chiến trường, xử lý từ kẻ này đến kẻ kia một cách vô cùng uyển chuyển. Ngoài những trận chiến đấu thì cô ấy còn đối xử với người khác một cách rất chân thành. Tuy nhiên, cô ta có vẻ ngoài luôn tạo khoảng cách với người khác và luôn mang trong mình một bầu không khí huyền bí. Nói về skill thì Alicia là một nhân vật đầu tiên DPS dùng cung tên ở tựa game Honkai Impact. Đòn tấn công cơ bản QTE của cô ấy sẽ gắn một hạt giống tinh thể lên kẻ thù, khiến cho chúng dễ nhận đòn đánh của cô ấy hơn. Cô ấy còn có một thanh tình lực sẽ phục hồi theo thời gian, nhấn giữ tấn công để tiêu tốn tình lực và thi triển mũi tên tình ái. Một kỹ năng tấn công mạnh, bạn có thể bấm liên tục để có thể bắn ra nhiều mũi tên hơn. Nếu kỹ năng thi triển chúng kẻ địch có hạt giống tinh thể thì nó sẽ phát nổ. Điều đặc biệt ở vụ nổ này là có thể tiếp xúc với kẻ địch bị nhiễm hạt giống tinh thể khác thì chúng sẽ tạo ra một vụ nổ liên hoàn như khói domino bị đổ vậy. Nó là một phản ứng dây chuyền gây ra sát thương cực đại. Kỹ năng tối thượng của Alicia cũng rất đáng để ghi nhận. Nó sẽ tạo ra một mái vòm tinh thể khổng lồ xung quanh cô ấy. Nếu kỹ năng mũi tên tình ái đánh trúng kẻ địch thì chúng sẽ bật lại nhiều lần và càng quét hết tất cả. Nụ hôn mà cô ấy trao khi thực hiện chiêu thức vừa duyên dáng lại vừa chết chóc, kể cả khi chiến đấu thì cô ấy vẫn giữ được sự mê hoặc của chính mình. Và có rất nhiều vũ khí mới và dấu tích mới kết hợp với dạng BOE của nó. Sunnet sẽ được ra mắt vào phiên bản này, sẽ có một dấu tích mới được ra mắt, yêu tinh Vĩnh Hằng. Dấu tích này có thể nhận được thông qua việc chuyển đổi D-Rack miễn phí. Các bạn hãy tải game ngay để có thể nhận được gift code, nhận được 30 Srito, 2888 Asterite và một thẻ chơi thử của Hercher. Link tải mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Các bạn hãy tải game ngay về để chơi cùng Hero Team và Phong Cận nhé. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Miu miu miu, con mèo ngủ. Nhầm, không phải nhầm. Miu miu miu, rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Hay không bạn? Hay không. Quá rồi. Hay quá đúng không? Trời. Ok bạn ơi, thì bạn biết lý do vì sao hôm nay Phong lại hát cái bài đó với bạn là bởi vì nè, hôm nay bạn đang thấy ở xung quanh Phong là rất là nhiều thành viên của Hero Team luôn, bạn thấy không? Đầu tiên là mình xin giới thiệu với anh em, đầu tiên đó chính là Ca Mươi Lùng. Cái gì Ca Mươi Lùng? Đề nghị giới thiệu lại nha, tôi là điệp viên đúng là điệp viên lùn, mà nói chung là tôi không phải là Ca Mươi nha, tôi là điệp viên nha. Sao mà em thấy chị có một khúc vậy Mươi? Cái này là do làm điệp viên nên là phải làm với khác so với cơ thể hiện thực, hiểu không? Nên là phải làm cho mình lùn đi chứ, chị không có lùn nha. Ok, trời ơi, không chỉ lùn mà người của bà còn bè bè, còn nhìn kiếm như đang bị mập mập lên đó trời. Ok, còn xíu hiểu bạn, đây chính là Sammy. Kế bên mình đây thì chính là Cu Dơ. Ủa sao hồi nãy thấy cây bình thường mà sao cái nhảy lên đây? Cái này là cây biến hình, cây biến hình. Cairon, cái này là Cairon mất não. Cairon mất não nha. Ok, còn cái bên mình nữa chính là chú rể Siro. Ủa mà khoan rồi, dạo này ở nhà dịch bệnh người ta mập lên, còn anh dạo này anh tụt ký sao người ta ốm vậy? Ủa sao ốm vách vậy, ốm vách luôn ba. Người ốm vách gì đâu? Bữa râu, đây đây là cái xào để gọi là phơi áo quần nè. Thôi kệ tôi với ơi, bạn với kiếm hoài. Tính ra là hôm nay có mỗi mình tôi nè, Sammy với Simmy là bình thường thôi anh em. Còn ba người còn lại nhìn thấy ghê quá. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, lý do vì sao ở đầu video mình lại hát cái bài meo 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 rửa mặt chưa mèo, bạn biết sao không? Là bởi vì hôm nay mình đã mời những thành viên của Hero Team vào trong đây để chơi chung với mình một cái mini game. Và cái mini game đó được mang tên là mini game vẽ tranh. Và hôm nay chủ đề chúng ta sẽ vẽ chính là vẽ con mèo. Và không ai khác, đó chính là bé Bông và bé Cam của chúng ta. Tính ra là bé Bông với bé Cam á là chỉ có Sam với Phong biết được hình dạng, còn tụi tôi là gì biết đâu. Tính ra là em có đăng vlog rồi, mấy người cũng có đến thăm nhà em mấy lần, gặp Cam rồi, bây giờ xạo kêu không biết sao. Trời ơi, Cam nhưng mà tụi tôi không có tiếp xúc nhiều là sao tôi vẽ kỳ công kiểu kỹ càng như mấy người được. Miễn vẽ con mèo rồi được rồi.
trời ơi, tô màu cam chứ thành con cam thôi. Ờ ok, thì hôm nay nè bạn ơi, bọn mình sẽ cùng nhau thi vẽ bé cam và bé bông nha. Và bạn có quyền là một là sẽ vẽ cả hai con, còn hai là chỉ vẽ một con thôi nha các bạn nha. Và người nào vẽ đẹp nhất trong năm người này, ủa có năm người phải không hay sáu người ta? Sáu người. Hai ba bốn năm sáu. Sáu. Và trong sáu người này ai là người vẽ đẹp nhất thì người đó sẽ được giải thưởng, đó chính là 1 triệu Việt Nam đồng. Đúng rồi. À mà khoan, quên mất, hôm nay nè, có mình có một cái thông báo cho các bạn nha, là hôm nay là sinh nhật của Camui á bạn ơi. Có nghĩa nếu như Camui mà giành chiến thắng á thì Camui sẽ được gấp đôi là 2 triệu. Ê bà nội, 10 triệu tiền đâu ra? Tiền phong phong tài trợ mà, sợ gì trời. Thôi em không có tiền đâu. Ok bạn. Ê, ơi thì mình hãy lưu ý hôm nay sinh nhật Camui là 19 tháng 9 nha. Ờ đúng rồi, hôm nay là 19 tháng 9 là sinh nhật của Camui nè các bạn. Thì các bạn ơi, những bạn nào đang xem video nè, các bạn nhớ là hãy xuống dưới comment là chúc mừng sinh nhật Camui để cho Camui được nhiều các bạn fan chúc mừng sinh nhật trong ngày sinh nhật của Camui nha. Còn bây giờ không nói nhiều nữa. Cảm động hả? Ok. Rồi giờ không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Let's go. Thì ok nè, như mọi người đang thấy thì tôi có chia ra cho mỗi người trong đám bọn mình là một cái phòng nè. Thì ở đây có cái phòng màu xanh dương này chắc chắn là của mèo Simmy nè. Ở màu xanh dương đậm này là chắc chắn của tôi nè. Màu xám là của Sam nè. Xanh lá cây là của Camui nè. Còn màu trắng này là của Siro. Thì tất nhiên rồi, còn màu đỏ bên đây. Màu đỏ bên đây của ai ta? Là của mình đi qua bạn nè. À quên, trời ơi tôi quên mất bản thân tôi mà tôi quên luôn á. Trời ơi. Tôi đi vô nó sẽ vậy nè mọi người. Đó mình. Trời ơi, lún cái đầu luôn. Ủa sao cái đầu ông cái đầu ông lún cái trong vậy? Ghê quá, khai cao rồi. Rồi đi vô nó bị vậy. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào nha. Thì trong đây nè, tôi có để cho mọi người là một cái block nè. Thì ở dưới chân mọi người sẽ có một cái cây bút và nhiệm vụ mọi người là sẽ phải vẽ tranh ở trên cái block này. Làm sao để vẽ được ra hình thù một bé cam hoặc là một bé bông. Đó, đẹp nhất, người nào vẽ đẹp nhất thì người đó giành chiến thắng thôi, hiểu không? Ừ. Cái Ron sao tôi thấy ông biết hành Spider-Man nhìn cái mặt mình kia. Mình là fan Spider-Man. Fan là fan Spider-Man. Spider-Man thì trời ơi quá à. Ok rồi. Ê, cái này cuộc thi vẽ mà giờ Sim vẽ đẹp nhất rồi, Sim thắng luôn rồi. Thôi đúng rồi. Ông này tào lao, biết đâu bọn mình được fan chọn nhiều hơn sao, cái này là cho fan chọn mà. Hợp lý. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ nào. Thì mình sẽ bấm vào đây nè bạn ơi. Thì đầu tiên là mình nghĩ rằng là có rất là nhiều bạn bảo mình cái gì vậy Spider-Man. Cái gì Spider-Man, coi đây làm gì, cái này là không được copy nha. Ê okay. Giờ vẽ chưa? Vẽ đi. Thì rất là nhiều bạn bảo mình đó anh em là tại sao anh Phong dạo gần đây anh Phong cứ gọi là bé bông hoài, anh Phong bỏ rơi bé cam rồi đúng không? Cho nên mình nghe mình buồn quá. Mình thương bé cam lắm, cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ vẽ bé cam nha các bạn nha. Ok. Thì chủ đề đâu đeo vẽ gì chứ vậy mọi người? Bé cam hoặc bé bông. Đúng rồi, vẽ bé cam hoặc bé bông nha. Đây tôi vẽ bé cam cho mọi người xem nè. Mình vẽ bông nha. Ok, mọi người muốn vẽ sao vẽ vậy, tôi vẽ bé cam. Ê ông ơi. Không ơi, bây giờ mình vẽ một nửa mặt là bé bông, một nửa mặt là bé cao được không? Như kiểu Joker á. Ông muốn vẽ sao ông vẽ à? Ok, rồi bây giờ tôi vẽ nè. Đầu tiên nha, tôi sẽ vẽ khuôn mặt của bé cam nè. Khuôn mặt bé cam là một cái khuôn mặt hình trái tim mọi người ơi. Đó, mình sẽ vẽ ra thế này. Phong mời, tôi vẽ bông nha. Hôm nay Phong mời Kai vô đây là sai lầm rồi. Kai Ron có thể hủy diệt những bức tranh. Thôi kệ anh, yên tâm đi anh. Biết đâu bức tranh của Kai Ron lại là bức tranh được nhiều bạn chấm điểm nhất thì sao? Ok, là bây giờ mình sẽ vẽ cho bé cam một cái mũi nè các bạn ơi. Đó, cái mũi nè. Sau đó vẽ cái miệng nè. À, miệng của mấy con mèo là thường nó có cái hình cái móc câu như thế này các bạn. Đó mình nhớ mà rất rõ ràng luôn. Sau đó mình sẽ vẽ cho nó rồi là mấy cái này ta gọi gì ta? Râu nè, đúng rồi, cái râu của con mèo nha. Đó, vẽ râu con mèo nè. Ok, tiếp theo nữa mình sẽ vẽ cho nó con mắt. Thì con mèo bình thường á là con mắt của nó là sẽ có hình người ta bên trong cái chòm của nó sẽ có hình viên gạo, hạt gạo nha các bạn nha, là nó kiểu thế này nè. Ok. Tôi không biết là tôi vẽ tí nữa nhìn nó có đẹp hay không nữa, nhưng mà tôi cứ vẽ đại mọi người. Ơi sao tôi vẽ xong tôi thấy nó không dễ thương tí nào vậy ta? Thôi tôi quyết định là tôi phải vẽ lại bạn ơi, nhìn xấu quá. Ok bạn ơi, sau thời gian tôi phát hiện ra tôi không có năng khiếu để vẽ mấy con mắt các bạn ạ. Cho nên tôi quyết định là tôi sẽ vẽ cho bé cam một cái đôi mắt to tròn nha các bạn nha, lấp lánh nha các bạn nha. Đấy, giống như mấy con mắt trong anime các bạn. Nói vậy thôi chứ mình không biết mình vẽ tí nữa thành anime hay thành là anima nữa. Ok, bây giờ chuyển qua màu trắng đúng không? Rồi đó, xong rồi mình sẽ chấm gì nè. Đó, nhìn nó sẽ kiểu long lanh lấp lánh ánh kim cương này không? Nhìn nó sẽ dễ thương hơn. Đấy, ok. Chấm nè, mình sẽ vẽ thế này lấp lánh nè. Bình thường trong anime mình thấy là mấy con mắt nó hay kiểu gọi là đen, sau đó là nó có mấy dấu chấm chấm như thế này nè bạn, là nhìn nó sẽ kiểu lấp lánh á. Ui tính nó nhìn cũng đẹp phết chứ bộ. Sau mình sẽ vẽ cho cái bé cam một cái lông mày nè. Ấy ok. Ui lông mày nữa.
Tính ra nhìn dễ thương quá mấy bạn, mình thấy mình vẽ đẹp nè. Ok, rồi tiếp theo nữa tôi sẽ vẽ cho lông nha. Bé Cam là mèo cho nên chắc chắn là phần cần phải vẽ lông như thế này. Đấy, ok, đó tôi sẽ vẽ cho bé Cam một bộ lông thật là xịn sò bạn ơi, thật là đẹp luôn. Ê sao tôi vẽ hồi sao tôi nhìn giống con sư tử quá ta. Thì sư tử luôn vậy hay vậy? Ủa sao tôi vẽ một hồi? Ủa kỳ các bạn. Sao tôi vẽ một hồi tôi nhìn nó giống con sư tử quá các bạn. Ủa kỳ vậy ta. Ủa từ từ. Bên trong là tôi sẽ tô màu vàng nè. Ok, bên ngoài tôi tô màu cam. Rồi xong thành con sư tử. Con sư tử thiệt luôn rồi các ơi. Thành con sư tử thiệt luôn rồi. Ừ tôi không biết sao tôi vẽ con mèo mà sao giờ thành con sư tử luôn các bạn. Ờ thôi kệ đi, miễn là nhìn giống con mèo được rồi. Nó có màu cam nè, chắc là nhìn giống bé cam rồi đó. Ok. Đó, tôi vẽ cho bé cam gọi là cái người nha. Ok tôi sẽ vẽ cái thân của bé cam lại. Thân của bé cam thì tôi chỉ giờ còn được có một tí xíu thôi, tôi không có vẽ to được, tôi chỉ cần vẽ nhỏ thế này được thôi các bạn ơi. Ok rồi đó, sao tôi vẽ cho bé cam thêm mấy cái chân đấy. Mình thì mình trình độ năng khiếu mình chỉ vẽ được đến đây thôi cho nên là mấy bạn thông cảm nha, với lại là vẽ trong Minecraft cho nên là mình không thể nào mình vẽ đẹp hơn được. À, ok cái chân nè đấy, không xíu không thấy Sim vẽ nguyên con mèo 3D, trời ơi không khóc. Ôi tí nữa mà vô bức tranh của Sim mà thấy Sim vẽ đẹp là phong xỉu luôn. One eternity later. Rồi ok bạn ơi, mình mới vừa sửa cho cái con này nó bé bé là một tí cho nhìn cho nó đẹp hơn các bạn ạ. Nhưng mà mình nhìn nó giống con sư tử quá à, chứ nó không giống con mèo bạn ơi. Vẽ con mèo sao hồi tí nữa nó ra thành con sư tử luôn các bạn ơi. Đấy tô thêm cái nền màu xanh nè, đó mặt đất nè, đó thấy không? Đây chính là bé cam mà mình vẽ nữa bạn. Vẽ sao con mèo thành con sư tử luôn. Rồi ok, anh em đã vẽ xong chưa nào? Xong luôn rồi đó, xong rồi. Xong rồi đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ngắm tác phẩm của những bạn khác ở trong team nha mọi người nha. Ok, rồi, thì bây giờ mình nghĩ rằng đầu tiên sẽ ngắm tác phẩm của mèo Simmy trước đi ha. Ok, Sim vẽ xong chưa Sim? Đây, tôi vẽ xong rồi nè. Ok, rồi, đi xem coi. Bông và bé cam. Wow, trời ơi, Simmy vẽ nhìn dễ thương quá ta. Bên đây hình như là bé cam nè, còn bên đây hình như là bé bông nè. Ui, tính ra vẽ kiểu bisel, hình như cái này vẽ kiểu bisel đúng không Sim? Đúng rồi, cái này là bisel chibi. Wow, ôi Sim vẽ hay quá vậy Sim, vẽ hay quá à. Tính ra nhìn cũng đẹp quá nhờ. Ok, cái này bức tranh của Simmy nha các bạn nha. Ui mà Simmy vẽ coi bộ, Simmy vẽ tỉ mỉ ghê á, có má hồng nè, rồi có thêm cái vòng cổ nè. Đó, trời ơi nhìn đẹp vãi. Ok, được. Hình trái tim ở trên nữa. Ok. Mọi người đừng quên chấm điểm cho tôi nha. Rồi mấy bạn ơi, thì các bạn thấy bức tranh của Simmy này như thế nào, các bạn hãy chấm điểm cho Simmy nha các bạn nha. Ok, cày ơi. Cày. Ê, bấm vô bức tranh đi cày. Anh em chúng ta vẽ cho bé bông thêm cái lông mày. Đây giờ mình sẽ tô cho bé bông với bé cam thêm cái lông mày nha các bạn nha. Okay. Được. Dễ thương nè, đẹp nè. Nhìn quả ơi đây, nhìn quả ơi đây. Thôi đùa thôi nha các bạn nha. Ok, thì các bạn thấy bức tranh này của mẹ Simmy như thế nào, bạn nhớ bình luận cho mình biết nha các bạn. Thôi để mình tô lại không thôi. Simmy khóc các bạn ơi, để mình tô lại. Mày ơi, bé cam bé bông của tôi mà nó có hai đường mũi bông. Ok, thấy chuyện ngầu hơn cái gì, nhìn nó còn ngầu quá. Ok rồi, tiếp theo là Kairon nè, để coi Kairon vẽ sao nha mọi Thông người. Thông ơi, gì anh? Đây mới là chiếc cành chính xác, hồi nãy là tại rồi. Sao vẽ cho ta thêm cái lỗ mũi vậy ông nè? Tào lao. Ok, rồi bây giờ nè, đem coi bức tranh của Kairon nè. Nãy là em thấy nghi nghi rồi. Vậy Kai. Cái gì quá. Trời ơi Kai ơi, Kai vẽ cái này là Kai vẽ chúa rồi chứ Kai vẽ bé cam bé bông hồi nào Kai. Đâu cái này mình vẽ đúng rồi nè, một nửa là mình vẽ bên trái là mình vẽ bé cam, còn bên phải là mình vẽ bé bông. Đấy. Trời ơi, tôi thấy cái này giống như là Kai đang vẽ, hình như cái này là vẽ cái quyển vở, cái quyển tập thì có chứ con mèo của ta là con mèo người ta là phải có lỗ tai cái kiểu đó. Mình quên mất rồi, mình quên vẽ lỗ tai, bạn từ để mình vẽ ra. Bạn ơi, hết thời gian rồi bạn ơi. Bạn ơi, hết thời gian rồi. Rồi, tôi có vẽ gì đâu. Ok, bạn ơi. Thì bạn chấm điểm cho cái bức tranh này của Kairon. Bé cam và bé bông kết hợp lại nhau. Bạn chấm bao nhiêu điểm, bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình nhìn cái bức tranh này mình không dám tưởng tượng đây chính là hai bé mèo ở nhà mình đang nuôi bạn ơi, nhìn nó kinh khủng quá. Bình luận cho mình nha, trời ơi. Bé cam với bé bông mà cái mặt nó như thế này là mình sẽ đuổi ra khỏi nhà luôn chứ mình không nuôi. Hồi tối ngủ nhìn thấy mặt nó mình sợ giật mình nữa bạn. Ok rồi, tiếp theo sẽ là bức tranh của Phong Cận, mọi người vào đây xem đi. Tới đây nè. Con này con sư tử mà. Tôi không biết sao tôi vẽ bé cam mà hỏi ra sư tử luôn các bạn. Thì đó. Cụ tường hơn cái cụ á trời. Không nhưng mà Simmy thử chấm điểm coi Simmy thấy bức tranh tôi đẹp không? Ủa? Đây là con sư tử mà đâu phải bé cam đâu. Lạc bè không đẹp rồi. Ủa nè, miễn là nó là con mèo được rồi. Mèo nó đúng là con mèo. Ủa con mèo mà, cái này con mèo mà.
Đây là hò mèo chứ không thôi, thôi cái này là để đâu. Cho mấy bạn fan chấm điểm về thấy bé cam của mình như thế nào, bạn bình luận cho mình biết nha, chứ mình thấy đẹp mà ta. Ok yeah, rồi tiếp theo sẽ là Sammy nha. Ok Sammy bé bông Sammy nhìn đơn giản vậy, sao tôi nhìn giống Hello Kitty vậy trời ơi, trời biết sao không thấy ai mẹ cam nên mẹ bông, mà mẹ bông khổ à. Ủa mà sao tôi nhìn nó giống con Hello Kitty hơn là con bông á sao mày. Ừ con cam mà à bông mà mắt xanh nè, tôi nhìn nó, tôi nhìn nó giống con Hello Kitty thì có, nhưng mà cái con này nhìn nó hình thù của nó hơi kiểu méo méo á, nhìn nó sao Sam không chịu vẽ to to, nhìn nó hơi kinh dị, nhìn nó hơi kinh dị, nhìn nó hơi kinh dị kinh sao dị, trời trời đẹp này mà kinh dị. Thôi không sao đâu, dù gì bức tranh của Sam không bằng bức tranh của Kai. Ok mình nhớ mình đẹp mà ghê quá. Đúng ok rồi. Rồi tiếp theo sẽ là bức tranh của Camui thì cái gì Camui. Sao cam ui bỏ rồi cam ác quỷ. Đây chính là hình tượng của cam trong mắt cam ui, đó chính là cam ác quỷ. Trời ơi cái gì mà sao mui kiếm ở đâu ra bức tranh của mấy cam vậy? Đâu vậy? Trời ơi cam ác quỷ. Không biết đây chính là cái hình kỷ niệm mà khi mà cam ui ngủ ở phòng Sam, sau đó cam ui bị cam hành gọi là sấp mặt luôn. Ôi trời ơi sao nhìn ghê quá vậy. Bé cam bình thường dễ thương mà cam ui chụp bức ảnh thì nhìn bé cam hai con mắt sáng nhìn ghê vậy. Không dễ thương đâu, mọi người bị lừa hết rồi. Mọi người bị lừa rồi. Ủa khoan từ, rồi còn bức tranh của cam ui vẽ bé cam đấy hả? Cam ác quỷ. Sao con mèo gì đâu mà nhìn nó giống cái miếng cái gì đó xôi gì gà bó xôi. Nhìn nó giống gà bó xôi. Nhìn đẹp mẹ thật cái rồi vậy. Béo dễ sợ. Mà con mèo gì đâu mà tính ra bé cam nó màu cam mà cá mui vẽ, cá mui chưa tô màu nè, coi như là cá mui vẽ không tô màu bị trừ điểm vậy nha. Ủa tại vì cái cam màu làm viền rồi đâu cần tô màu đâu. Trời ơi không, nhưng mà bức tranh bên dưới nhìn bé cam thôi thấy sợ mấy bạn nha. Nè mấy bạn nhìn thấy bức tranh dưới đây không, cái này là bé cam thiệt luôn nha các bạn nha, chứ không phải là bức tranh này là photoshop hay gì nha. Khăn còn. Mấy bạn biết sao không? Cái khăn này nè, mấy bạn biết sao mình biết là con cam này là con cam thiệt không, là bởi vì cái khăn quàng này là Sammy tặng cho bé cam, bạn đeo cho bé cam á. Còn cái con mắt của bé cam tại sao phát sáng thế này là bởi vì á, nếu như bạn không biết á thì loài mèo á khi buổi tối chúng ta chụp ảnh bằng nó thì cái ánh sáng của cái điện thoại flash á bạn sẽ làm cho đôi mắt của con mèo sáng lên, chứ bé cam bình thường ngoài dễ thương nha các bạn nha. Đó mẹ, nếu bạn nào sau khi nhìn thấy bức tranh này cảm thấy sợ cam quá thì chúng ta sẽ đi qua bức tranh tiếp theo. Ta 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 đen. Ồ dễ thương quá trời. Cute phone mày sợ. Đây. Wow. Đây nè. Đây mới đúng là con của tôi nè. Đây mới đúng là bé cam thân yêu của tôi nè. Nhìn dễ thương biết bao nhiêu. Chứ ai như cam mui. Ôi này dễ đẹp vậy. Trời ơi. Mẹ đẹp cũng đẹp. Đâu? Còn cam mui đâu? Ô trời ơi cái gì Siro đẹp vậy. Nó béo ta thấy cam nó gầy quá nên là ta chăm nó béo hơn một xíu, không gán chăm cam béo giống bức tranh này. Anh yên tâm đi, bây giờ con bây giờ anh chưa gặp cam ngoài đời thôi, chứ cam ngoài đời giờ nó béo gọi là gấp đôi bức tranh anh vẽ rồi anh. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè bức tranh của anh Siro nè, trời ơi đẹp dưới trời, y hệt như con bên dưới này luôn bạn ơi, đẹp phải. Được rồi, từ đây mình thấy là có hai đối thủ nặng ký đó, là mèo Simmy nè với lại là Siro, là hai đối thủ nặng ký nè, thấy không? Ok, còn Kairon thì Kairon bỏ đi, Kairon chứ không ai chấm đâu. Kairon là say đẹp nha. Kairon bỏ vì bỏ tặng nha. Còn Phong á thì Phong dễ, nhìn giống con sư tử quá, chắc Phong nghĩ là Phong cũng không được nhiều điểm đâu bạn ơi. Nhưng riêng Siro với lại là Simmy là Phong thấy là dễ đẹp ơi, đẹp nè, trời đẹp quá rồi. Đẹp dữ trời. Ok bạn ơi. Vẽ đẹp mà mọi người. Rồi ok, ca mua vẽ đẹp. Ok, nhìn có khác gì con gà bó xôi không? À, không. Ca mua đối thủ nặng ký của Kairon. Cảm ơn đã thử đặt kiếm ra đó. Cảm ơn giúp Zulo với em à. Ok bạn ơi, thì như bạn đã thấy thì hôm nay Hero Team bọn mình đã thi vẽ nhau rồi đó. Thì chủ đề hôm nay là vẽ bé cam và bé bông. Và nếu như các bạn nào mà muốn bọn mình sẽ tiếp tục thi vẽ nhau thì bạn nhớ hãy bình luận lại cho mình biết, là hãy để cho video này được 10.000 like thì bọn mình sẽ tiếp tục thi vẽ với nhau nha. Và chủ đề tiếp theo bọn mình sẽ vẽ là gì thì bạn nhớ bình luận cho bọn mình biết nha. Còn hôm nay các bạn thấy ai là người vẽ đẹp nhất, ai vẽ bé cam và bé bông đẹp nhất thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ riêng mình thì mình chấm cho Siro nha bạn nha, tại Siro dễ quá đẹp, hay quá rồi. Mình là mình chọn Siro nha bạn, mặc dù là mình là em chọn sim nè. Mặc dù là mình thi đấu với Siro nhưng mà mình vẫn quyết định chọn Siro, bởi vì Siro dễ đẹp quá bạn ơi, mình không thể nào mình có thể gọi là phủ nhận cái điều đó được. Ok, và cảm ơn anh em. Còn Kairon thì mấy bạn muốn phủ nhận cái nào được. Kairon là dễ đẹp nhất nha. Ok bạn ơi, thì mấy bạn hãy thử chấm điểm nha, và nếu như người nào giành được nhiều điểm nhất
giành được nhiều phiếu gọi là vote nhất thì người đó sẽ được giải thưởng, đó chính là 1 triệu Việt Nam đồng, coi như là giải thưởng nha. Ok. Rồi ok bạn ơi, thì mấy bạn hãy chấm điểm để cho mình biết rằng là bạn chọn ai là người giành được chiến thắng nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nói.